Chiều 14 tháng 8 năm 2017, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội và thanh niên ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực và tìm kiếm được thi thể một nữ sinh lớp 6 bị cuốn trôi xuống cống trên đường đi học về. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút sáng, khi đang đạp xe qua đoạn đường thuộc khu 10, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, ba học sinh đã bị trôi xuống cống thoát nước. Thời điểm trên, người dân địa phương đã kịp thời cứu được hai em. Riêng em Phạm Bích Diệp, học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, bị tụt xuống cống và bị cuốn trôi. Chú cứu được hai đứa, còn đứa nắm vào tay nó tuột. Theo ông Hồ Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giếng Đáy, chính quyền thành phố Hạ Long đã huy động các lực lượng tập trung tìm kiếm học sinh mất tích. Đến 18 giờ cùng ngày, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nữ sinh dưới hồ nước cách miệng cống khoảng 500 mét.